trong buổi ngày hôm nay đấy, tôi đã trao đổi với các chị em về gì đấy, các quy tắc chung, các nguyên tắc chung về cái kỹ năng giao tiếp ứng xử. Và tôi hy vọng rằng là các chị em trong công ty giúp việc tốt, hãy gì nhở, hãy rèn luyện này, thường xuyên, liên tục, để nó trở thành một gì đấy, thói quen của chúng ta, trở thành một cái tính cách của chúng ta, trở thành một cái phong cách làm việc của chúng ta, để các chị em ngày càng làm việc trở thành những người lao động giúp việc chuyên nghiệp, đấy, tận tâm và thành công trong công việc. Xin chào các chị em trong công ty. Tôi cũng rất vui là hôm nay lại được gặp các chị em để trao đổi tiếp về cái nội dung, về chủ đề về giao tiếp ứng xử. Buổi hôm trước thì tôi đã trao đổi với các chị em về cái kiến thức cơ bản về giao tiếp ứng xử rồi, phải không nhỉ? Và ta thấy rằng cái kỹ năng giao tiếp ứng xử của mỗi người thì nó không tự nhiên mà nó có, mà ta phải làm gì? Ta phải học tập này, ta phải rèn luyện này. Rèn luyện ở đây không chỉ ở mức độ thường xuyên nữa mà phải là gì? Liên tục luôn. Về cái gì? Ta học tập rèn luyện về cái gì? Đó chính là về các nguyên tắc trong cái giao tiếp ứng xử. Vậy thì nguyên tắc về giao tiếp ứng xử thì gồm có những cái nguyên tắc là gì? Thì hôm nay, trong buổi ngày hôm nay, tôi sẽ trao đổi với các chị em về cái nguyên tắc chung trong giao tiếp ứng xử. Khi đó ta sẽ tìm hiểu ở phần 2 của cái kỹ năng giao tiếp và ứng xử, chị em nhé. Vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên trong cái giao tiếp ứng xử đó chính là xuất phát. Giao tiếp ứng xử xuất phát từ cái tâm. Xuất phát từ cái tâm. Vậy ở đây cái tâm là gì ạ? Cái tâm là gì? Cái tâm này nó sẽ, ta thấy rằng nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Chính là nó biểu hiện ra bên ngoài qua cách ứng xử của chúng ta. Đấy, cái ứng xử của chúng ta chính là cái biểu hiện bên ngoài của cái gì đấy? Cái tâm nhá. Vậy thì khi một người đấy, mà có cái tâm nhân hậu, giao tiếp bằng cái tâm nhân hậu, có cái tâm nhân hậu nhỉ, thì khi đó người này người ta sẽ gì đấy, rất là cởi mở này, thân thiện này, thông cảm này, chia sẻ này, và làm việc thì có cái tinh thần trách nhiệm rất cao, phải không nhỉ, vân vân. Thế còn người mà có ác tâm ấy, giao tiếp bằng ác tâm ấy, thì người này sẽ biểu hiện ra bên ngoài là những con người thế nào đấy? Ích kỷ này, hẹp hòi này, không muốn chia sẻ, ganh tị này, đố kỵ này đấy. Và cái hiệu quả công việc, cái mà cái tinh thần trách nhiệm là không có, phải không nhỉ? Đấy. Tôi lấy ví dụ nhá. Đấy, ví dụ cụ thể vào cái công việc của các chị em này. Tôi lấy ví dụ như là khi mà chúng ta đến dọn dẹp tại nhà khách hàng, thì khách hàng người ta sẽ bàn giao cho chúng ta xem là người ta hôm nay khách hàng yêu cầu mình làm những công việc gì. Đấy. Vậy thì khách hàng sẽ liệt kê hay là trao đổi với nhân viên giúp việc ấy, gồm các đầu việc 1, 2, 3, 4. Đấy. Người ta liệt kê các đầu việc ra cho chúng ta nhỉ? Và chúng ta làm gì đấy? Ghi chép lại rồi nhá. Vậy thì bây giờ khi mà khách hàng đã bàn giao cho ta rồi, thì cái người giúp việc hoàn toàn chủ động trong việc gì đấy? Lên kế hoạch sao cho trong vòng 3-4 tiếng của một ca làm đó thì phải hoàn thành tốt các đầu việc mà khách hàng vừa ra cho ta, đúng chưa nhỉ? Đấy. Vậy thì trong quá trình làm đấy thì ta thấy rằng cái người mà có tâm thì sẽ có cái tinh thần trách nhiệm, tức là sao cho là luôn quan sát về thời gian, xem là ta phân bổ thời gian như thế đã hợp lý chưa, các đầu việc ta làm như thế đã hiệu quả đã cao chưa, đúng không? Vượt trên cả cái sự mong đợi của khách hàng, không chỉ ở việc là trong vòng thời gian 3 đến 4 tiếng đó ta làm đủ cái đầu việc mà khách hàng giao, mà ta còn phải làm gì nữa nhỉ? Ta còn phải làm hơn cả khách hàng mong đợi nữa. Mong đợi ở đây là gì? Tôi lấy ví dụ rất đơn giản này nhá. Ví dụ như khách hàng mà
là bảo người nhân viên giúp việc là tí nữa em vệ sinh cho chị cái máy giặt nhé. Đơn giản thế thôi. Thế thì cái người mà làm việc có tâm ấy, khi mà đến cái vị trí máy giặt đó, ta thấy rằng trong máy giặt là khách hàng đã gì nhỉ? Giặt sẵn quần áo, vắt khô xong rồi, máy hoạt động xong rồi. Người có tâm thì người ta sẽ gì? À, mang quần áo đấy ra gì đấy? Ra phơi. Thấy trước khi phơi mà thấy quần áo ở trên dây phơi đã khô rồi thì ta tự động gì nhỉ? Mang vào gấp, phân loại cho khách hàng. Đấy. Như vậy không chỉ việc ở dừng ở việc là hoàn thành cái nhiệm vụ được giao là gì? Vệ sinh máy giặt mà gì đấy? Ta còn tự giác trong việc là thấy việc gì của nhà khách hàng thì hãy gì đấy? Coi việc đó là công việc của gia đình mình để ta gì đấy? Tự giác ta làm, đúng nhờ? Đấy là thể hiện cái con người làm việc có gì đấy? Có tâm, đấy chứ nhờ? À, cái nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc chung thứ hai trong ứng xử giao tiếp đó chính là tôn trọng khách hàng và bản thân. Hai, tôn trọng khách hàng. Tôn trọng khách hàng và bản thân. Vậy ở đây ta tôn trọng khách hàng về những cái thể hiện ở những cái mặt nào? Thì ta lưu ý là tôn trọng ở đây là ta tôn trọng về gì đấy? Về nhân cách nhá. Ta tôn trọng thứ hai đó là ta tôn trọng về quyền riêng tư của khách hàng. Ta tôn trọng ở đây là ta tôn trọng về cái ý kiến đóng góp của khách hàng. Cái ý kiến đóng góp của khách hàng. Ta tôn trọng bản thân của chúng ta ở đây đó chính là ta cũng tôn trọng cái nhân cách của chúng ta. Ta tôn trọng cái chứng kiến của chúng ta. Chứng kiến của chúng ta. Đấy. Ta không mặc cảm, ta không tự ti về cái công việc mà chúng ta đang làm. Đấy. Vậy thì bây giờ tôi sẽ phân tích cụ thể nhé. Tôi lấy ví dụ cụ thể một cái tình huống mà trong đó ta vừa tôn trọng được khách hàng, tôn trọng khách hàng mà ta gì đấy? Cũng vừa tôn trọng bản thân của chúng ta nhé. Tôi lấy một ví dụ trong cái tình huống các chị đi làm, tình huống ví dụ như là quét nhà. Quét nhà. Tình huống quét nhà nhé. Theo cái mà các chị em được học trong công ty ấy, tức là ta trình tự công việc là ta sau khi ta lau hết đồ rồi phải không nhỉ? Thì ta mới bắt đầu gì đấy? Quét sàn nhà và gì đấy? Lau nhà, đúng không? Thế tuy nhiên là cũng trong cái mà đào tạo cho các chị em ở cái ca tổng vệ sinh ấy, đấy, hoặc là cái ca vệ sinh sau xây dựng ấy, thì ta lại có hai lần quét. Lần quét thứ nhất đó là trước khi lau đồ là ta phải quét rồi, bởi vì ta hình dung lượng bụi rất là lớn như thế mà ta lại làm như kiểu cái ca dọn dẹp thông thường là ta lau xong đồ rồi ta mới quét ấy. Thì lúc đó ta mới quét thì nó lại bụi lên đồ, phải không nhỉ? Vậy riêng ca tổng vệ sinh thì lại ta lại quét xong rồi ta lại lau đồ xong ta lại gì đấy? Quét lần nữa rồi ta mới lau sàn, đúng chưa? Như vậy đến nhà khách hàng, có những khách hàng sẽ có những cái thói quen tức là quét sàn trước rồi mới đi gì đấy? Lau đồ, phải không nhỉ? Thế thì khi mà thấy nhân viên bên công ty đến làm tức là không thấy quét nhà mà lại đi lau đồ xong rồi mới đi quét, thì cũng có những khách hàng người ta cũng có cái thắc mắc: tại sao em lại không quét nhà trước mà em lại đi lau đồ như thế nhỉ? Mà vậy thì khi tí nữa em quét thì nó lại bụi lại lên đồ, em lại phải lau lại à, đúng không nhỉ? Ví dụ tình huống như thế thì ta thấy rằng là gì, khi đó thì ta gì đấy? Đầu tiên là ta tôn trọng ý kiến của khách hàng đã nhỉ. Mình bằng cách đáp lại là vâng ạ, và ta sẽ cái đồng thời ta sẽ có gì đấy? Phải tôn trọng cái bản thân mình bằng cách là phải có chứng kiến của mình, đúng không? Đấy, ta sẽ giải thích khách hàng là chị ơi, có những cái khu vực nhà chị mà lượng bụi mà nhiều thì em sẽ quét sơ bộ xong, em sẽ tiến hành bước thứ hai lau đồ và cuối cùng em sẽ quét lại lần nữa rồi lau sàn cuối cùng
cho nhà mình ạ. Đấy. Thế còn những khu vực nhà chị mà ít bụi, em quan sát thấy ít bụi thì em sẽ thực hiện lau đồ xong rồi em quét và lau sàn cuối cùng cho chị. Cuối ca làm chị có thể check lại cái chất lượng ca làm của em, nếu như mà chị không hài lòng hay là sàn nhà còn đi lại còn sạn thì em sẽ vui vẻ để làm lại ca làm của mình, không sao ạ. Đấy. Như vậy đấy là một cái tình huống nhá, tình huống để các chị em thấy rằng này, ta vừa gì đấy, tôn trọng khách hàng, nhưng đồng thời ta nhớ đó là ta phải làm sao có cái chứng kiến của bản thân. Tuy nhiên ở đây tôi nhấn mạnh rằng là cái sự chứng kiến của bản thân ở đây là không phải là ta gì nhỉ, ta tự cao, ta tự đại theo kiểu như là coi trời bằng vung, coi thường người khác, mà ở đây ta thấy rằng là ta nhẹ nhàng, ta giải thích có tình có lý để khách hàng hiểu cái quy trình làm việc của bên mình, và đây sẽ chắc chắn là tạo cho khách hàng một cái niềm tin là chắc chắn họ sẽ nhận được một cái ca làm chất lượng cao do mình tiến hành làm ở nhà khách hàng đó. Đấy. Cái nguyên tôi xin chuyển sang cái nguyên tắc thứ chung thứ ba trong cái giao tiếp ứng xử, đó chính là giao tiếp ứng xử đúng mực. Giao tiếp ứng xử đúng mực. À vậy thì giao tiếp ứng xử đúng mực ở đây thì ta thấy rằng là hôm trước thì ta cũng đã trao đổi rất kỹ rồi đúng không nhỉ? Ta hãy đối xử với nhau một cách gì đấy? Chân thành, cởi mở, hòa nhã đúng không nhỉ? Đồng thời là ta cũng gì đấy? Cũng tránh cái tình huống tức là rất nhạy cảm, đó là có những người là có hay thói quen là buôn chuyện, tức là mang chuyện của nhà khách hàng đi để làm câu chuyện ở các nhà khác, thì tuyệt đối là ta không làm cái việc đó. Ta không đưa chuyện từ nơi này đến nơi khác. Mỗi nhà một cái hoàn cảnh, một cái đặc điểm riêng. Người ta nên dừng lại ở việc là ta lắng nghe, ta chia sẻ trong cái nội bộ nhà khách hàng, giữa ta với khách hàng thôi, phải nhỉ? Ta cũng không vượt quá cái giới hạn đó. Đấy. Cái nguyên tắc thứ tư đó chính là quan sát và lắng nghe. Quan sát, lắng nghe. Ta quan sát cái gì các chị em nhỉ? À, ta quan sát thứ nhất nhé, đó chính là tâm trạng của khách hàng ngày hôm đó. Ta quan sát gì nữa nhỉ? À, ta quan sát về cái công việc mà nhà khách hàng hôm nay giao cho mình, phải không? Ta lắng nghe cái gì? À, ta lắng nghe, đầu tiên là ta phải lắng nghe cái gì đấy? Cái trao đổi của khách hàng về gì đấy? Công việc, phải không nhỉ? Cái tâm tư, nguyện vọng của khách hàng ngày hôm nay người ta cần làm cái gì, phải không nhỉ? Ta lắng nghe, tiếp theo là ta lắng nghe về cái ý kiến đóng góp về cuối ca làm của khách hàng cho gì đấy, cho bản thân mình, phải không nhỉ? Đấy là những cái ý kiến, những cái đóng góp nó vô cùng quý giá, và chỉ những khách hàng mà thực sự là muốn cho tốt cho mình thì người ta mới có gì đấy, có ý kiến đóng góp cho các chị em trong công ty nhá. Đấy. Vậy thì bây giờ tôi sẽ phân tích cụ thể hơn về cái việc quan sát và lắng nghe trong cái nguyên tắc này nhá. Tôi lấy ví dụ như là hôm nay đặt chân đến nhà khách hàng chẳng hạn. Ta thấy chị khách hàng bước ra ăn mặc hôm nay có cái bộ quần áo rất là đẹp, mới, rất là đẹp. Thế trong khi mà cái tâm trạng của chị đang biểu hiện là không vui. Thế thì không thể là ta lại có cái ứng xử là ta bằng cách là ta khen là chị ôm nay chị có cái áo đẹp thế, thì tự nhiên nó lại thành một cái nó không phù hợp ở đây, đúng chưa nhỉ? Vậy thì khi đó chắc chắn chúng ta sẽ không có những cái nhận xét như thế, mà ta phải có cái sự tư duy sâu hơn, ta quan sát tinh tế hơn để ta xem là tại sao hôm nay chị lại có vẻ mặt buồn rầu như thế, hiểu nhở? Đấy, ta có, nếu có cơ hội mà chị muốn chia sẻ hay là muốn tâm sự gì đó thì ta cũng có thể là
là có những cái góp đóng góp đúng nhỉ, đã chia sẻ lại với chị để chị ấy trở lên vui vẻ hơn phải không nhỉ? Đấy, ví dụ như một tình huống như thế nhá. Tiếp theo về về cái nguyên tắc trong cái nguyên tắc chung trong kỹ năng giao tiếp ứng xử thứ 5, đó là phải có sự đồng cảm, đồng cảm và thấu hiểu. Đồng cảm và thấu hiểu. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta tiến hành ca làm tại nhà khách hàng thì ta sẽ gì nhỉ? Có các mối quan hệ với tất cả mọi thành viên trong gia đình nhà khách hàng, từ gì nhỉ? Ông bà này, cha mẹ này, rồi là bản thân khách hàng này, người trung tuổi này, trẻ con này, đấy, các em nhỏ, đấy, tức là từ tất cả các thế hệ, các thành viên trong gia đình ta đều có gì đấy? Sự tương tác và có các mối quan hệ với các thành viên, phải không nhỉ? Vậy thì khi mà tiếp xúc với cái nhiều cái lứa tuổi như thế, mà ta thấy rằng là mỗi một lứa tuổi thì lại có một gì đấy, cái đặc điểm về tâm sinh lý là khác nhau, phải không nhỉ? Tôi lấy ví dụ như là một bà cụ đương nhiên sẽ có tâm lý khác với một trẻ em, phải không nhỉ? Thế ví dụ khi nói về các bà mà có tuổi rồi thì ta thấy rằng sẽ có những cái đặc điểm như là bà rất muốn chia sẻ các câu chuyện này, bà thích nói chuyện này, bà hay kể chuyện để cho ta nghe về các vấn đề về xã hội này, về gia đình này, rất cần cái sự chia sẻ ở phía chúng ta này, đúng nhỉ? Hoặc là có cái đặc điểm như là khó tính này, phải nhỉ? Khó tính này, hoặc là hay để ý này, đấy, hay để ý vân vân, đúng chưa nhỉ? Đấy, thế thì khi đó là chúng ta cũng không lên, đặc biệt ví dụ có những nhân viên thì bảo ôi hôm nay đến thì có bà rất khó tính, em làm em cảm thấy rất là khó chịu. Thế nhưng theo tôi thì các chị em hãy gì nhỉ, đặt mình vào vị trí của người trong cuộc đó, để mà ta thấu hiểu tại sao lại có những cái phát ngôn hay là có những cái hành động như thế, phải không nhỉ? Ta luôn quan niệm là như thế này này, ta thì luôn có gì đấy, có chắc chắn là có ông bà, ta rồi cũng sẽ theo cái quy luật về thời gian ta cũng sẽ trở thành ông bà, và lúc đó ta sẽ trở thành người khó tính. Dân gian có câu rồi, các chị em biết rồi đúng không nhỉ? Khi về già thì lại gì đấy, trở về như kiểu trẻ em, đúng chưa nhỉ? Thậm chí có khi về già ta còn khó tính hơn cả bà nữa, đúng chưa? Vậy thì khi mà ta đặt mình vào gì đấy, vào cái người trong cuộc đó, ta sẽ gì đấy? Thấu hiểu. Và khi đã thấu hiểu rồi thì ta sẽ gì đấy? Thông cảm, đúng chưa nhỉ? Ta coi đó là một chuyện gì đấy rất bình thường luôn. Đó là chuyện bình thường, không vấn đề gì cả. Ta vẫn vui vẻ, ta vẫn hòa nhã, ta vẫn làm tốt cái công việc với cái tinh thần trách nhiệm cao, đúng chưa nhỉ? Đấy. Hoặc là ví dụ với con trẻ nhá. Rõ ràng là vừa nãy ta dọn dẹp rất là sạch sẽ gọn gàng rồi, quay ra quay lại các em nhỏ lại bày ra làm bừa bộn cả cái khu vực đó, thậm chí còn dây bẩn ra, đúng chưa nhỉ? Thế khi đó thì ta hãy cũng lại đặt mình vào cái vị trí của các em nhỏ này, đúng nhỉ, của các con. Và ta thấy rằng là chắc chắn thời mà ta bằng tuổi các con ấy thì ta cũng sẽ làm như vậy, đúng nhỉ? Chắc chắn là ta cũng làm như thế. Đấy, ta chưa có ý thức như bây giờ, đúng chưa nhỉ? Vậy khi ta đặt mình vào vị trí của các con đó thì ta lại làm sao? Ta lại thấy gì đấy? Thông cảm, đúng chưa nhỉ? Và ta gì đấy? Đồng cảm, thấu hiểu các con, và lại coi cái việc các con bày ra đấy là chuyện gì đấy? Bình thường. Ta lại vui vẻ, ta có thể cùng các con gì nhỉ? Dọn dẹp lại, đúng nhỉ? Trong quá trình dọn dẹp thì ta có thể trò chuyện, đúng không? Để các con hiểu rằng là lần sau các con có chơi thì các con lại phải sao? Dọn dẹp. Hoặc có thể cho một cái lời động viên là con là một con người rất là nhanh nhẹn này, cô thấy con là một người rất là gọn gàng, tí nữa con xếp lại đồ đạc gọn gàng, cô chụp cho con một kiểu ảnh, chắc chắn cô con sẽ
biểu dương con về gì nhỉ, cái ý thức, rồi là cũng là cái, đây cũng là một cái việc mà ta giúp đỡ gia đình trong công việc dọn dẹp đúng nhỉ. Thế thì các con sẽ phấn khởi đúng nhỉ, để phối hợp với ta trong công việc đúng không? Chứ chúng ta cũng lại không nên là trách móc hay là hằn học hay là gì cả với các con đúng không? Đấy, đấy là cái đồng cảm và thấu hiểu nhá. Cái nội dung thứ 6 ở đây tôi nói về cái lợi ích, hài hòa lợi ích hai bên hài hòa với nhau. Hai bên ở đây đó chính là vì gì đấy, giữa khách hàng với gì đấy, với nhân viên đúng chưa nhỉ. Vậy thế nào là sự hài hòa với nhau nhỉ? Ta biết rằng là ta đến để làm công việc giúp việc gia đình thì có gì đấy liên quan trực tiếp đến việc gì đấy, tài sản này, tính mạng này, sức khỏe này, mối quan hệ của nhà khách hàng đúng nhỉ. Vậy thì một cái tư tưởng, một cái tâm lý của con người mà chúng ta thấy rằng là nó rất là xấu đúng nhỉ, lúc nào cũng đặt cái lợi ích của mình lên trên. Đây là một cái tâm lý chung, lợi ích của mình thì lên trên đúng chưa nhỉ, luôn nghĩ lợi ích của mình trước đã. Đấy là một cái tâm lý của con người và tâm lý này là rất xấu. Vậy thì mỗi chị em ở trong công ty ta hãy vượt lên cái tâm lý này. Đấy. Ta từ bỏ cái tâm lý này. Được chưa nhỉ? Khi mà ta đã từ bỏ được cái tâm lý đặt cái quyền lợi, lúc nào cũng nghĩ mình phải có được cái quyền lợi gì đã thì mình mới làm, thì ta hãy gạt bỏ đi. Khi gạt bỏ đi như vậy thì ta sẽ tự rèn luyện cho mình cái tính gì đấy? Cái tính thật thà đúng nhỉ? Ta không hám lợi gì cả đúng nhỉ? Ta coi nhà khách hàng như là gì đấy, nhà của mình. Và khi đã coi nhà khách hàng như nhà của mình thì ta có gì đấy, ta sẽ bảo vệ nó. Bảo vệ ở đây là bảo vệ cả về gì đấy, tính mạng, và bảo vệ cả về gì đấy, tài sản cho nhà khách hàng. Ta sẽ tiết kiệm cái chi phí sinh hoạt cho khách hàng phải không nhỉ. Tôi lấy ví dụ nhá, một cái rất nhỏ thôi, hành động rất nhỏ thôi, nhưng đấy cũng là thể hiện là ta đang coi nhà khách hàng như nhà mình và tiết kiệm chi phí cho nhà khách hàng nhé. Khi ta làm ở các khu vực nào thì đương nhiên là các chị em là ta sẽ phải bật điện lên cho sáng phải không nhỉ. Thì khi mà ví dụ như ta vào phòng vệ sinh để ta giặt khăn và ta lấy nước đấy, thì khi ra khỏi phòng vệ sinh thì ta phải làm sao? Tắt điện ngay, thấy chưa nhỉ. Và đi đến đâu dùng điện thì ta bật đến đó, và không dùng nữa thì ta lại phải làm sao? Tắt điện ngay, được chưa nhỉ? Hoặc là ví dụ như trong tình huống sử dụng nước chẳng hạn đấy, nếu như ở nhà các chị em thì có khi là cái ý thức sử dụng điện nước rất là cao đúng chưa nhỉ. Vậy thì cái người mà làm việc có tâm ấy, khi đến nhà khách hàng người ta vẫn mang một cái tư tưởng như thế nhá, coi nhà họ khách hàng là nhà mình mà. Thế thì khi đó ví dụ như dùng nước chẳng hạn thì cũng rất là tiết kiệm, dùng như thế nào mà vẫn sạch, làm vẫn sạch nhưng lại gì đấy, tiết kiệm, phải không nhỉ? Đấy nhá, đấy là hai cái ví dụ, cái hai cái hành động rất nhỏ thôi nhưng cũng đã thể hiện là con người này lao động có bằng cái tâm của mình hay không. Thứ tư, nội dung tiếp theo, nội dung thứ bảy tôi trao đổi đây đó chính là gì nhỉ? Về cái cách nhìn về con người. Ta thấy rằng là không có con người nào là hoàn toàn xấu, không có một con người nào hoàn toàn tốt. Người ta có thể là xấu ở mặt này nhưng lại có những gì nhỉ? Mặt tốt ở chỗ khác, ở cái khía cạnh khác phải không nhỉ? Vậy thì khi đó ta nhìn cái sự việc, ta nhìn con người một cách khách quan, không nhìn một cách tức là chỉ nhìn xoáy vào cái xấu đấy mà ta lại gì đấy, có cái ứng xử không tốt đúng chưa nhỉ? Đấy, nên là ta nên nhìn một cách gì đấy thật là gì đấy, khách quan nhá. Cái nguyên tắc thứ 8 các chị em lưu ý đó là gì nhỉ? Cái nguyên tắc rất quan trọng là đó chính là tích cực, rèn luyện, thường xuyên. Cái nguyên tắc về giao tiếp ứng xử. Đấy, tôi nhắc lại là
rèn luyện thường xuyên và tích cực nhé. Đấy, về cái gì đấy? Nguyên tắc giao tiếp ứng xử. Vậy ở đây là ta rèn luyện dưới những hình thức nào? Thì các chị em chú ý là sẽ có hai hình thức để các chị em rèn luyện. Đầu tiên đó là bằng ngôn ngữ. Bằng ngôn ngữ. Thứ hai là bằng cử chỉ. Bằng cử chỉ. Bằng ngôn ngữ nghĩa là gì? À, bằng ngôn ngữ nghĩa là đầu tiên đó là ta phải học cách chào hỏi, phải không nhỉ? À, khi đến nhà khách hàng, nếu khách hàng đáng tuổi bà thì chúng ta sẽ gọi và chào bằng bà. Đấy. Con chào bà hay là cháu chào bà, đúng chưa? Hoặc đáng tuổi như là cô, là bác, là chú thì ta cũng xưng hô là gọi là gì nhỉ? Bác, là cô, là chú. Đáng tuổi, tầm tuổi mình hoặc là hơn một chút thì ta sẽ xưng hô là chào chị, đúng chưa nhỉ? Hoặc là ít tuổi hơn chúng ta thì ta là chị chào em, chứ không cũng không lên là chào em mà phải là chị chào em nhỉ. Vậy thì cái đầu tiên đó là ta phải rèn luyện ngay từ cái việc đó là việc gì đấy, chào hỏi, phải không nhỉ? Đấy. Thứ hai là trong quá trình mà ta chào hỏi hoặc là ta giao tiếp thì tuyệt đối là ta không được dùng cái từ địa phương. Đấy. Khi cái dùng từ địa phương sẽ gây ra sự gì đấy, khó hiểu, thậm chí có thể hiểu nhầm, đúng chưa nhỉ? Hoặc là khi mà ta giao tiếp với khách hàng thì ta điều chỉnh cái âm lượng của chúng ta ấy, sao cho này nó vừa đủ nghe, không nhanh quá mà cũng gì đấy, không chậm quá đấy, cũng không quá to mà cũng gì đấy, không quá nhỏ, để người nghe có thể gì đấy tiếp thu cái nội dung mà mình trao đổi một cách gì đấy trọn vẹn nhất, hiểu nhỉ? Cái ngôn ngữ thứ hai tôi xin trao đổi với các chị trong công ty đó là ngôn ngữ về cử chỉ nhá. Cử chỉ đây ta hiểu bao gồm có gì nhỉ? Ánh mắt này, gì nhỉ? Bao gồm có gì đấy? Nét mặt này, hiểu nhỉ? Bao gồm có cử chỉ về gì đấy? Chân tay, đúng chưa nhỉ? Vậy đầu tiên tôi trao đổi về cử chỉ về ánh mắt. Ánh mắt của chúng ta phải thể hiện đó là ánh mắt thân thiện, chia sẻ, đúng chưa nhỉ? Đấy. Chứ cũng tránh, tức là khi mà ta giao tiếp với khách hàng thông qua ánh mắt, khi ta giao tiếp với ai thì ta phải gì đấy? Ta nhìn thẳng, đúng nhỉ? Ta nhìn thẳng vào cái đối tượng đang giao tiếp với chúng ta, đúng chưa? Nhưng ở đây tôi cũng nhắc là không phải nhìn ở đây theo tính chất là nhìn chằm chằm như thế này nhá, không nhìn chằm chằm này, mà ta nhìn với cái ánh mắt, tôi nhắc lại là thân thiện, đúng chưa nhỉ? Thế không, cũng tránh cái trường hợp nữa, đó là khi mà ta khách hàng đang nói với chúng ta thì khách hàng cũng sẽ nhìn chúng ta trực diện này, nhưng ta lại cứ ngoái ngang, xong lại ngoái dọc, xong lại liếc mắt bên pha trái, liếc mắt bên phải như thế này. Đấy, đấy cũng là cái điều tối kỵ, đúng chưa nhỉ? Hoặc là ta gì nhỉ? Nhìn chằm chằm vào những khuyết điểm của họ chẳng hạn, đúng chưa nhỉ? Có những khách hàng có những cái khuyết điểm ấy, thì ta không tập trung nhìn vào như thế thì tự nhiên người ta có cảm giác là đang bị người khác soi mói, phải không nhỉ? Đấy, thì nhớ là từ cái việc nhìn thì chúng ta cũng phải tập, đúng chưa? Thứ hai về nét mặt nhé. Nét mặt thì không phải lúc nào nét mặt chúng ta cũng tươi roi rói, khi mà đến những ai mặt cũng liềm lở roi rói ra, đúng chưa nhỉ? À, mà ở đây ta chú ý nhé, nét mặt của chúng ta lại phải điều chỉnh phù hợp với gì đây? Với hoàn cảnh nhé. Khi mà thấy tâm trạng của khách hàng mà không vui, đúng nhỉ? Thì nét mặt của chúng ta phải thể hiện cái sự gì đấy? Muốn chia sẻ, đúng không? Muốn động viên khách hàng. Nhưng hôm đến mà khách hàng rất là tươi cười liềm lở thì nét mặt của mình lúc đấy cũng lại phải gì đấy? Rất là gì đấy? Tươi cười liềm lở với khách hàng, đúng chưa nhỉ? Như vậy là ta nhớ là cái nét mặt của chúng ta thì lại phải gì đấy? Điều chỉnh theo cái hoàn cảnh cụ thể trong giao tiếp nhá. Đấy. Thứ ba nữa là trong cái ngôn ngữ về cử chỉ nhá, đó là tay chân, đúng chưa nhỉ? Ta lưu ý là khi trao đổi khách hàng thì đầu tiên ta phải gì đấy? Lắng nghe này. Khi lắng nghe thì ta phải đáp từ lại, dụ vâng ạ hay là dạ,
Đấy, đấy là đáp từ lạ. Cô không để khách hàng độc thoại một mình theo kiểu là cứ nói và không biết là ta có tiếp thu hay không. Đấy, thì ta cũng vẫn đáp từ là vâng ạ hoặc là gì? Dạ, nhưng không, cũng không tuyệt đối, tức là vâng ạ, cứ liên tục như thế thì nó lại không hay, phải không nhỉ? Đấy, ta đáp từ vừa phải. Đấy, khoảng cách giữa các từ đấy là vừa phải để khách hàng cảm nhận được là mình đang trao đổi và người nghe đã tiếp thu được. Đấy. Cũng không gật đầu lia lịa. Đấy. Cũng không vâng ạ lia lịa mà cũng không gật đầu lia lịa các chị em nhé. Mà đặc biệt là cũng không vung tay, vung chân gì đấy như là kiểu như là đang mang tính chất là chỉ đạo, thì nó là một cái cử chỉ rất là tối kỵ trong giao tiếp. Thứ tư, trong cái nội dung thứ tư trong việc rèn luyện về bằng cử chỉ ở đây nhé, đó chính là gì nhỉ? Cái ta giữ khoảng cách. Khi trao đổi công việc với khách hàng thì ta giữ khoảng cách không quá gần và cũng gì đấy, không quá xa. Đấy. Trừ trường hợp ví dụ những người già mà tai của bà hoặc tai của ông là nó hơi hơi khó nghe thì ta sẽ lại gần một chút để ta nói cho ông bà dễ nghe hơn, phải không nhỉ? Đấy, còn lại là ta cũng sẽ phải giữ cái khoảng cách để nó thuận lợi cho công việc của ta, phải không nhỉ? Đặc biệt cái vấn đề nhạy cảm là khi mà giao tiếp với các anh thì ta nên giữ khoảng cách để cho cái đảm bảo sự tế nhị, đúng chưa nhỉ? Thế thì trong buổi ngày hôm nay đấy, tôi đã trao đổi với các chị em về gì đấy? Các quy tắc chung, các nguyên tắc chung về cái kỹ năng giao tiếp ứng xử. Và tôi hy vọng rằng là các chị em trong công ty giúp việc tốt, hãy gì nhỉ? Hãy rèn luyện này, thường xuyên, liên tục để nó trở thành một gì đấy? Thói quen của chúng ta, trở thành một cái tính cách của chúng ta, trở thành một cái phong cách làm việc của chúng ta, để các chị em ngày càng làm việc trở thành những người lao động giúp việc chuyên nghiệp, tận tâm và thành công trong công việc. Cũng hẹn các chị em trong buổi hôm sau thì tôi sẽ chia sẻ tiếp với các chị em trong công ty về cụ thể về từng đối tượng trong nhà khách hàng để công việc của các chị em trong công ty ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các chị em. Xin cảm ơn.